Hải đang có mặt tại bên đường Thủ Đức và hôm nay thì đang tổ chức cái lễ hội kinh khí cầu và hiện tại bây giờ là ngày 10 tháng 12 2022, và hiện tại là bây giờ là 11 giờ, thì thời tiết nó cũng khá nắng nóng nhưng mà Hải tranh thủ ghé qua đây cùng quay và cập nhật cho cô chú anh chị biết về cái lễ hội kinh khí cầu tổ chức lần thứ hai tại dưới chân cầu Thủ Thiêm 2 hướng về Thủ Đức nhé. Để mọi người tới đây thì ngay chân cầu luôn, mọi người có thể rẽ vào đây, sau đấy mình cưỡi xe mình sẽ đi bộ vào phía bên trong. Thì cái này thì Hải cũng lần đầu mới vào, thì để Hải đi trải nghiệm xong ở đấy giới thiệu cho mọi người cùng xem nhé. Thì hiện tại thời tiết thì nó cũng khá nắng nóng nên cũng ít người tới đây rồi. Nếu mà cái này về tối tầm khoảng 4-5 giờ chiều thì chắc là sẽ đông hơn. Thì Hải tranh thủ đi vào phía bên trong này chỉ việc cho mọi người xem, không biết là vé vào cổng thì có mất tiền không nữa. Thì lễ sẽ kéo dài ngày hôm nay và ngày mai, vào ngày 8 và ngày 8, ngày 10 và ngày 11, cũng như là mấy ngày đấy á. Còn bên này là có, mọi người biết đây là cái tòa nhà của The Metro này, Hải có giới thiệu cho mọi người sơ qua vài lần rồi. Họ cũng đang tiến hành lắp những cái kính ở khu vực phía bên đường này của tập đoàn Sơn Kim á. Đây, em đi xa phía bên giữa này chưa, cùng xem nhé. Đây cũng rất là nhiều các bạn trẻ tới tham quan này, rồi nhìn xem ở khu vực này. Thì lát nữa nếu vào trong, nếu có một số cái đoạn này Hải chắc phải chèn âm thanh vào, thì cái này nó mất bản quyền. Thì đây là vé không vào, không mất tiền nha mọi người. Chỉ cần mọi người tải app sau đấy mình đăng nhập thì sẽ được vào nhé. Rất đơn giản. Em qua quầy check vé này.
Mọi người vừa xem đấy, vừa làm cái thủ tục đi vào rất là đơn giản. Mọi người chỉ cần quét cái mã QR, sau đấy tải cái app về mình đăng nhập số điện thoại nhà, mã OTP vào là sẽ được vào nha. Vé vào cổng sẽ là miễn phí. Nhân viên thì chị cũng khá là tận tình. Đây, hiện tại cũng rất là vui này, đông vui này. Trong bên trong này phục vụ ăn uống cũng như là giải khát luôn này. Để mình sẽ đi thẳng qua đây, đi thẳng vào bên trong chỗ cái khí cầu luôn. Nếu mà tối thì có thời gian thì hãy sẽ đi toàn bộ những cái chỗ này cho mọi người. Còn cái này là mình tranh thủ giới thiệu cho mọi người xem sơ sơ một xíu thôi. Đây là rất nhiều cái gian hàng ẩm thực luôn này, có GS25 thuộc vào cái tập đoàn của thằng Sinh.
Thì vừa rồi Hải vừa quay cho tất cả cô chú anh chị các bạn mình cùng xem đến cuối ở phía bên, cũng như là phía bên trong có lễ hội kinh khí cầu với lễ hội âm nhạc là có những cái gì ở đấy. Thì nó cũng không có cái gì đặc sắc cho lắm. Cái này thì chắc về đêm thì sẽ sôi động hơn so với ban ngày. Nếu cô chú anh chị tới đây thì mình nhớ là mang ô đi nhá. Thời tiết nó khá là nắng nóng á. Nếu mà ghé về đêm thì ở chỗ này thì nó sẽ mát hơn và mình có thể vui chơi hơn. Các về đêm chắc sẽ đông hơn so với ban ngày. Cái chỗ này thì tổ chức ra để người ta kiểu như là buôn bán bất động sản á, bán những cái căn hộ. Bán những cái căn hộ như chỗ này này. Còn đi buổi sáng hay buổi chiều thì nó khá là nắng. Bên trong thì có đầy đủ luôn, cung cấp từ dịch vụ ăn uống cho tới giải trí vui chơi, có đầy đủ luôn đấy. Vào thì nó cũng không mất vé vào đâu, mọi người chỉ cần tải một cái app xong đấy mình đưa ra cái mã QR thì xe người ta quét là ok. Còn chỉ mất chắc là mất mỗi tiền vé gửi xe rơi vào khoảng 5 đến 10 ngàn ở ngay phía trước này thế thôi nhá. Thì Hải vừa rồi giới thiệu cho mọi người về cái lễ hội âm nhạc cùng với kinh khí cầu tổ chức ở ngay dưới chân cầu Thủ Thiêm 2, cũng như là giới thiệu cho mình cách đăng nhập để có thể vào tham quan lễ hội kinh khí cầu nhé. Thì Hải sẽ phép được dừng video đây nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi đến cuối video. Để mọi người cảm thấy video hay có thể cho Hải xin một like và đăng ký và ấn chuông thông báo để có thể cập nhật những video mới của kênh nhé. Chúc tất cả mọi người có một kỳ nghỉ cuối tuần bình an, hạnh phúc bên gia đình.